Ba chuyện tình yêu trong âm thầm của ba anh trai C2, anh Tú, Atus, Diệu Nhi, ai cũng ngưỡng mộ. Clip hôm nay, Hero Thanh sẽ cùng bạn đi tìm hiểu về chuyện tình yêu vô cùng đẹp của ba anh trai C2 là anh Tú Atus, Diên Tuấn Kiệt và anh Tú Bản Đôn. Họ đã từng yêu trong âm thầm, gắn bó suốt nhiều năm trời, để giờ đây ai cũng có cái kết viên mãn. Và nếu bạn thấy chuyện tình nào đẹp nhất thì hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Còn giờ thì vào clip thôi. Anh Tú, Lily. Anh Tú, Lily được khán giả nhận xét từ ngoại hình đến tài năng âm nhạc trông vô cùng xứng đôi vừa lứa. Cùng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, Lily, anh Tú đang là cặp đôi được cư dân mạng tích cực đẩy thuyền. Vào năm 2020, anh Tú và Lily thường xuyên kết hợp cùng nhau trong nhiều MV như Nếu Ta Không May, Tuy Xa Mà Gần, Tuy Gần Mà Xa và chưa kể một số ca khúc cover trước đó. Điều này khiến không ít cư dân mạng tích cực đẩy thuyền cho bộ đôi này. Sau đó, Lily và anh Tú liên tục đồng hành cùng nhau trong các sự kiện lẫn cuộc sống đời thường. Dù chưa từng công khai hẹn hò, nhưng cặp đôi này lại rất chăm thả thính nhau, thậm chí không ngại tung ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Giải thích thêm về chuyện không nhắc đến tin đồn tình cảm với đồng nghiệp, anh Tú từng cho biết. Ví dụ mình không nhận, trong tương lai lỡ hai đứa yêu nhau thì mọi người lại bảo nói xạo. Nhưng nếu mình nhận, mọi người sẽ bảo yêu nhau giả dối, đi hình ảnh chung. Tôi thấy vấn đề có yêu nhau hay không thì để tương lai, còn bây giờ chúng tôi vẫn là bạn thân. Còn với Lily, cô cho biết, nếu tôi và anh Tú có yêu nhau đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng không giấu, nhưng cũng sẽ không khoe. Bởi vì tôi luôn mặc định trong đầu, mình là chuyện tình yêu thì nếu mọi người biết cũng sẽ không sao. Nhưng tôi không muốn chủ động khoe rằng đây là bạn trai của mình, hoặc là mình đang yêu người này. Mình cứ yêu thôi, ai biết thì biết, ai không biết thì thôi. Tuy nhiên, Lily có cho biết anh Tú sẽ là một người bạn trai lý tưởng. Năm 2022, anh Tú và Lily đăng tải story đầy ẩn ý. Cụ thể, anh Tú khoe hộp nhẫn cầu hôn với dòng chữ Hope, còn Lily lại khoe ảnh chụp cùng chiếc nhẫn ở ngón áp út. Khán giả soi ra những chi tiết trùng hợp hai bức hình, điều này khiến netizen cho rằng anh Tú đã cầu hôn tình tin đồn của mình. Cứ thế, anh Tú và Lily quang thính qua lại, khiến các fan được dịp lụng cầu lương mệt nghỉ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán từ người hâm mộ, còn thực hư thế nào, netizen đang nóng lòng chờ người trong cuộc thông báo tin vui. Anh Tú, Diệu Nhi. Diệu Nhi và anh Tú cùng là diễn viên tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Từ quan hệ đồng nghiệp, cả hai nảy sinh tình cảm, tìm hiểu nhau từ năm 2015 và công khai mối quan hệ yêu đương vào cuối năm 2016. Hai người mặc đồ đôi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, chính thức xác nhận đã hẹn hò hơn một năm. Diệu Nhi còn công khai tỏ tình với anh Tú. Hôm nay nhân dịp 2 phút này, tôi muốn nói lời tỏ tình với anh Tú. Tú à, thực ra em rất xúc động khi quen anh. Gọi anh bằng anh thôi chứ anh nhỏ hơn em 2 tuổi. Em lớn tuổi rồi và cũng không có ngoại hình, nên anh quen em ngoài tuổi tác của em ra, anh đừng bàn tới. Em sẽ lo cho anh đầy đủ. Năm nay điện thoại nào mới ra em sẽ mua cho anh. Năm sau anh muốn có xe hơi, em cố gắng làm để mua cho anh. Còn tiền này, tiền thưởng trong chương trình, anh cứ cầm đi, em không cần chia. Cứ quen em thôi, chuyện khác để em lo. Trong một chương trình khác, anh Tú cũng khẳng định Diệu Nhi là người yêu của mình khi được hỏi về mối quan hệ. Nam ca sĩ diễn viên mượn lời bài hát Bức Thư Tình Đầu Tiên để bày tỏ tình cảm với bạn gái. Diệu Nhi hơn anh Tú 2 tuổi, tuy nhiên hai người vẫn được khán giả khen ngợi đẹp đôi và dành cho nhiều sự ủng hộ cho chuyện tình này. Sau khi công khai, Diệu Nhi và anh Tú thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh, tương tác với nhau trên mạng xã hội hay cùng nhau xuất hiện ở nhiều chương trình. Cả hai sẵn sàng bày tỏ tình cảm với nhau qua lời nói lẫn hành động nhưng không phô trương quá mức, không gây ồn ào, tai tiếng nên nhận được cảm tình từ công chúng. Tiếp theo những năm sau đó, anh Tú và Diệu Nhi hầu như không tương tác với nhau trên mạng xã hội, cũng không thường xuyên nhắc về đối phương như trước. Điều này khiến khán giả đặt nghi vấn cặp đôi đã bí mật chia tay. Tuy nhiên, qua những hình ảnh hay tiết lộ từ bạn bè của hai người, anh Tú và Diệu Nhi không hề chia tay, mà dường như chỉ muốn yêu trong thầm lặng, để khán giả chú ý hơn về sự nghiệp của hai người thay vì chuyện tình cảm. Trong một số chuyến du lịch đi cùng hội bạn đồng nghiệp, Diệu Nhi và anh Tú chỉ đăng ảnh chụp riêng, nhưng nhìn khung cảnh, thời gian, trang phục thì ai cũng biết hai người đang đi cùng nhau. Sau nhiều lần bị hỏi về việc không còn xuất hiện chung, không thường xuyên nhắc đến bạn trai như trước, Diệu Nhi cũng từng có lần lên tiếng giải thích. Cô cho biết việc hai người quay game show, trả lời phỏng vấn chung lúc mới công khai hẹn hò, khiến công chúng chú ý chuyện đời tư nhiều hơn công việc. Diệu Nhi, anh Tú lo sợ chuyện đời tư lấn át sự nghiệp, nên luôn năn nỉ các MC không nhắc đến tình cảm nếu hai người tham gia game show chung. Và sau đó cái kết cho chuyện tình này là cả hai đã có một đám cưới lãng mạn trước sự chúc phúc của nhiều người. Diên Tuấn Kiệt, Puka. Puka và Diên Tuấn Kiệt vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020.
Dù người trong cuộc luôn né tránh khi được hỏi về tin đồn, nhưng cộng đồng mạng đã liên tục soi ra những điểm bất thường trong mối quan hệ của hai người. Đầu tiên là cả hai nhiều lần diện những món đồ giống nhau khi chụp ảnh như mũ, kính mắt hoặc check-in trùng địa điểm, thời gian. Sự trùng hợp về bối cảnh trong những bức ảnh khiến dân tình gần như chắc chắn cặp đôi đã đi du lịch chung hoặc hẹn hò tại nhà riêng. Tiếp đó, Puka là nghệ sĩ nữ Việt Nam duy nhất mà Diên Tuấn Kiệt theo dõi trên Instagram. Nam diễn viên còn cực kỳ chăm chỉ tương tác với các bài đăng của bạn gái bằng cách thả tim, bình luận. Cách viết tiểu sử trên trang cá nhân của hai người cũng theo cùng một công thức. Trong một lần trả lời câu hỏi của fan, Diên Tuấn Kiệt cũng ẩn ý nói rằng mình đang nhớ một người có cung hoàng đạo là Thần Nông. Đây cũng chính là cung hoàng đạo của Puka. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ ngầm thể hiện tình cảm với bạn gái. Một trong những người nhiệt tình đẩy thuyền và hay ghẹo chuyện tình cảm của Diên Tuấn Kiệt và Puka nhất là Trường Giang. Mỗi khi gặp mặt đàn em, danh hài thường xuyên nhìn bằng ánh mắt ẩn ý, cùng với những câu nói thật thật giả giả, như sao hai đứa này còn diễn hoài vậy? Người yêu của em là nam ca sĩ nhỏ hơn 5 tuổi hả? Hay thậm chí là nó không có quan hệ với biên tập đâu, nó có quan hệ với Puka. Có lần, Lê Dương Bảo Lâm trêu Diên Tuấn Kiệt ngay tại một chương trình. Có một cô gái ở Đồng Tháp đang vò võ mong chờ, anh Kiệt ơi cố lên, Đồng Tháp chờ anh rước dâu. Và Đồng Tháp chính là quê của Puka. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc lại tiết lộ kỹ hơn rằng Puka có một phi công siêu trẻ đẹp. Dường như những lần hợp tác trên phim ảnh và các chương trình truyền hình đã là cầu nối để cặp đôi chị em này có bước tiến xa hơn mối quan hệ đồng nghiệp. Dù là khi bị đồng nghiệp trêu ghẹo hay trước đó, Diên Tuấn Kiệt và Puka đều có những màn tương tác rất ăn ý, vui vẻ trò chuyện, đùa giỡn với nhau. Gần đây nhất khi tham gia chương trình Hành Trình Rực Rỡ, cặp đôi còn vào vai cô dâu chú rể tổ chức đám cưới theo phong tục miền Tây. Ekip của chương trình còn bắt được những khoảnh khắc hai người mải mê nói chuyện, những cử chỉ quan tâm ngọt ngào dành cho nhau ở một khoảng trời riêng. Trong một lần chia sẻ về gu đàn ông, Puka tiết lộ, khi tôi yêu một ai đó, tôi sẽ chọn một người có thể chăm sóc, bảo vệ và đặc biệt người đó có thể hiểu và thông cảm cho công việc của tôi là được. Một người đàn ông mang lại cho tôi hạnh phúc là người khiến tôi luôn thấy bình yên trước sóng gió cuộc đời. Nữ diễn viên nhận xét Diên Tuấn Kiệt là người hiền lành và chân thật. Và sau đó, cả hai cũng có một đám cưới linh đình khiến cả showbiz ai ai cũng ngưỡng mộ.